Bản tin trưa ngày 26 tháng 11. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị buổi trưa an lành. Ngay sau đây là những nội dung chính được phát trong trưa nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin Việt Nam, nguyên nhân công nhân tử vong tại Thanh Hóa sau tiêm vaccine Trung Quốc. Thành phố Thủ Đức ngừng tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho học sinh. F0 liên tục tăng tại miền Tây, lần đầu Cần Thơ có số ca nhiễm vượt 1.000. Chuyên gia đề xuất Hà Nội nên cho F0 thể nhẹ điều trị tại nhà. Xuất khẩu mít sang Trung Quốc gặp khó khăn, mít Thái rớt xuống còn 2.000 đồng 1 kg. Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.500 tỷ đồng vừa đi đã hỏng. Tin thế giới, biến chủng mới khiến dịch bệnh tăng theo cấp số nhân ở Nam Phi. Anh lên tiếng báo động, WHO sắp họp khẩn. Xét ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày, tổng thống nhiễm bệnh. Thăm dò cho thấy, đa số người Mỹ nói ông Biden khiến cho kỳ nghỉ lễ trở nên tồi tệ. Hàn Quốc ra mắt lực lượng đặc nhiệm cấm ăn thịt chó, Triều Tiên cấm dân mặc áo da bắt chước lãnh tụ. Và sau đây là thông tin chi tiết. Tin tại Việt Nam, mở đầu thông tin là cập nhật liên quan đến nguyên nhân công nhân tử vong tại Thanh Hóa sau khi tiêm vaccine Trung Quốc. Chiều ngày 25 tháng 11, Hội đồng Tư vấn Chuyên môn tổ chức tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giày Kim Việt, huyện Nông Cống kết luận rằng các trường hợp tử vong là do sốc phản vệ sau tiêm vaccine Verocell. Toàn bộ quy trình khi tiêm chủng là đúng quy định và không có sai phạm. Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã dừng tiêm vaccine Verocell, đồng thời gửi mẫu của lô vaccine có liên quan cho Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm để kiểm định. Cũng trong ngày 25 tháng 11, Thanh Hóa có thêm một người tử vong sau khi tiêm loại vaccine này. Như vậy, cùng tiêm lô vaccine, cho đến nay đã có 4 người tử vong, 6 bệnh nhân khác đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 60 người có triệu chứng nhẹ hơn được theo dõi tại Bệnh viện huyện Nông Cống. Cũng liên quan đến tiêm vaccine COVID-19, thành phố Thủ Đức ngừng tiêm mũi 2 cho học sinh. Theo kế hoạch, thành phố Thủ Đức sẽ tiêm mũi 2 cho học sinh trong nhóm 12 đến 17 tuổi từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 11 tại 54 điểm tiêm ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và một số bệnh viện. Tuy nhiên, đến ngày 25 tháng 11, các trường tại đây đã ngừng tiêm. Lý do là lượng vaccine phân bổ chưa về kịp, một số học sinh có bệnh nền vẫn được tiêm theo lịch bình thường tại các bệnh viện. Hiện tại, tất cả học sinh ở cấp trung học phổ thông đã tiêm xong 2 mũi, còn các em ở độ tuổi từ lớp 7 đến lớp 9 chưa được tiêm và sẽ có kế hoạch tiêm ngay sau khi có nguồn phân bổ. Cần Thơ lần đầu ghi nhận số ca nhiễm vượt 1.000, F0 liên tục tăng cao tại miền Tây. Ngày 25 tháng 11, tỉnh Cần Thơ có 1.310 ca nhiễm mới. Đây là con số ca nhiễm trong ngày được xác nhận là cao nhất từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiên số F0 của tỉnh đạt 4 con số. Trong 7 ngày qua, tổng số ca nhiễm lên đến hơn 6.400 ca. Hiện có 3.056 F0 điều trị tại cơ sở y tế và 6.841 F0 điều trị tại nhà. Còn tại Sóc Trăng, số ca nhiễm mới trong ngày 25 tháng 11 cũng đã lập kỷ lục với 532 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 12.300 ca. Tại nhiều tỉnh miền Tây khác, số ca nhiễm cũng liên tục tăng trong những ngày qua. Như Đồng Tháp có 609 F0 mới, An Giang thêm 387 ca, Tiền Giang 123 ca và Cà Mau là có 287 ca, trong đó có 109 ca cộng đồng. Bà Rịa Vũng Tàu tăng số ca cộng đồng cho F0 điều trị tại nhà. Ngày 25 tháng 11, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận 658 ca nhiễm mới, trong đó có 417 ca cộng đồng. Thành phố Vũng Tàu vẫn ghi nhận nhiều người nhiễm nhất với 185 ca, còn huyện Côn Đảo thì cũng đã phát hiện thêm 9 ca. Do số ca nhiễm cộng đồng vẫn cao, tình hình dịch bệnh phức tạp, nên từ ngày 25 tháng 11, ngành y tế của tỉnh đã có hướng dẫn cho F0 điều trị tại nhà. Những trường hợp này cần có đủ cơ sở vật chất và đáp ứng một số điều kiện sau. Người bệnh không biểu hiện triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, tê lưỡi và không khó thở. Người đã tiêm ít nhất một liều vaccine sau 14 ngày là trẻ em trên 1 tuổi, người dưới 50 tuổi, không có bệnh nền hoặc có nhưng đã điều trị ổn định và người không mang thai. Nếu bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng, cần liên lạc ngay với cơ sở y tế. Liên quan đến việc cho F0 ở nhà, Hà Nội vẫn chưa đưa ra được quyết định, mặc dù đã có nhiều chuyên gia khuyến nghị, nhất là khi số ca nhiễm không ngừng vượt con số 200 trong những ngày gần đây.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng Hà Nội cần mạnh dạn điều trị F0 thể nhẹ tại nhà vì hiện nay các ca nhiễm ở thành phố đều thể nhẹ và không có triệu chứng. Theo tiến sĩ Nga, cách ly điều trị F0 tại nhà giúp bệnh nhân ổn định tâm lý, thậm chí họ vẫn có thể làm việc từ xa một cách bình thường. Hơn nữa, vì hiểu mình là F0 nên sẽ không di chuyển ra bên ngoài, do đó còn ít nguy cơ lây nhiễm hơn là cách ly F1 tại nhà. Hiện Hà Nội đã lên phương án điều trị F0 theo 3 giai đoạn, 10.000 ca mắc, 40.000 ca mắc và 100.000 ca mắc. Đồng thời, các trạm y tế lưu động cũng thu dung cách ly, điều trị những người bệnh thể nhẹ và không có triệu chứng. Thưa quý vị, dịch bệnh tác động sâu rộng đến kinh tế, đời sống của người dân. Nhiều người lao động, nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng. Ví như việc xuất khẩu mít sang Trung Quốc của bà con đang gặp khó khăn, mít Thái rớt xuống chỉ còn 2.000 đồng một kg. Theo Zing News, hơn một tháng nay, nhiều chủ nhà vườn trồng mít Thái đứng ngồi không yên vì giá của loại mít này đang tiếp tục lao dốc về mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hiện tại, giá mít giảm sâu chỉ còn khoảng một nửa so với tuần trước, chỉ còn 4.000 đến 9.000 đồng một kg, thậm chí có loại xuống chỉ còn 2.000 đồng một kg. Nhiều chủ vườn cho rằng vấn đề chính là do tắc nghẽn nghiêm trọng ở cửa khẩu xuất sang Trung Quốc. Hiện Bắc Kinh đang theo đuổi mục tiêu Zero Covid, cho nên công đoạn kiểm tra hàng hóa, nông sản ở các cửa khẩu được tiến hành tỉ mỉ hơn. Việc thông quan do vậy cũng bị chậm lại, gây ảnh hưởng đến giá cả và chất lượng của hàng hóa. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch, sức tiêu thụ trong nước kém, cung vượt xa cầu cũng khiến cho giá nông sản sụt giảm. Trong quý 1 năm nay, kim ngạch xuất khẩu mít ở vị trí thứ tư trong số các loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chỉ sau thanh long, xoài và chuối. Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, 34.500 tỷ đồng vừa đi đã hỏng. Những ngày qua, Hà Nội đang xét xử 36 bị cáo liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vì vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng với cáo buộc gây thiệt hại hơn 811 tỷ đồng. Theo bản cáo trạng, chỉ 2 năm sau khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc 65 km từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Tam Kỳ đã xảy ra 380 điểm hỏng, ảnh hưởng lớn đến việc vận hành khai thác cũng như an toàn khi tham gia giao thông. Đây được xem là công trình tuyến cao tốc trọng điểm quốc gia, nhưng các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế không được tuân thủ. Đại diện cơ quan giám định trình bày theo kết quả kiểm tra, một trong những nguyên nhân khiến cho cao tốc 34.500 tỷ đồng này vừa đi đã hỏng là do chất lượng vật liệu kém. Người này còn cho biết thêm, mẫu lấy là xác suất ngẫu nhiên, thậm chí chỗ nào hư hỏng còn né ra. Và kết quả kiểm tra cả tuyến đường cho thấy độ dính bám không tốt, nhựa không bám dính vào đá là do một phần chất lượng của đá dầm kém. Đại diện này cho hay, các anh có giật mình không khi lớp vật liệu rỗng như thế này và nó không bọc nhựa? Vật liệu rất rời rạc như vậy thì chịu lực làm sao được? Vụ xét xử vẫn tiếp tục diễn ra vào hôm nay, ngày 26 tháng 11. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một tháng, làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật. Mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Biến chủng mới khiến dịch bệnh tăng theo cấp số nhân ở Nam Phi. Anh lên tiếng báo động, WHO sắp họp khẩn. Như Khỏe Tự nhiên đã đề cập trong bản tin hôm qua, việc các nhà khoa học đã phát hiện ra loại biến chủng B11529 có tới 32 đột biến ở protein gai, một con số chưa từng thấy trước đó. Hôm 25 tháng 11, theo Reuters, giới chức y tế Nam Phi cho biết biến chủng này đã khiến số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Nam Phi tăng 12 lần. Nhà virus học Nam Phi Antonio de Oliveira phát biểu với báo giới: "Thật không may, chúng tôi đã phát hiện biến chủng mới có lượng đột biến rất cao, khiến cho ca nhiễm bùng phát trở lại." Bộ trưởng Y tế ông Joe Fala cho biết biến chủng này là mối quan ngại nghiêm trọng và là nguyên nhân khiến cho ca nhiễm hàng ngày tăng theo cấp số nhân ở Nam Phi. Hôm 24 tháng 11, nước này đã ghi nhận hơn 1.200 ca mới, tăng 12 lần so với 100 ca hồi đầu tháng. Nam Phi đã yêu cầu họp khẩn với nhóm nghiên cứu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới vào hôm nay để thảo luận về biến chủng mới. Trong khi đó, giới chức y tế Anh cảnh báo biến chủng này có thể khiến cho vaccine kém hiệu quả hơn và phá vỡ các tiến bộ về ứng phó với đại dịch mà toàn thế giới đã đạt được. Cơ quan an ninh y tế Anh Quốc cho hay đang tiến hành nghiên cứu khẩn cấp để tìm hiểu thêm về khả năng lây truyền, độc tính và khả năng kháng vaccine của nó. Nước này đã cấp tốc đưa ra các hạn chế đi lại đối với Nam Phi và 5 quốc gia láng giềng. Biến chủng mới được phát hiện lần đầu ở Botswana và đã xuất hiện ở Hồng Kông do một ca về từ Nam Phi. Nam Phi hiện là vùng dịch lớn nhất ở châu Phi với 2,95 triệu ca nhiễm và gần 90.000 ca tử vong.
Séc ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày, tổng thống nhiễm bệnh. Chính phủ Séc hôm 25 tháng 11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày trước tình trạng ca nhiễm mới tăng đột biến. Quy định mới yêu cầu các quán bar, câu lạc bộ đóng cửa vào lúc 10 giờ tối và cấm các chợ Giáng sinh. Chính phủ cũng tiếp tục cấm người chưa tiêm chủng đến quán rượu, nhà hàng, rạp chiếu phim, tiệm cắt tóc và phòng tập thể dục. Séc ghi nhận mức kỷ lục hơn 25.000 ca trong ngày. Nước này đang đứng thứ 3 trên thế giới sau Slovakia và Áo về tỷ lệ lây nhiễm trung bình trong một ngày với mức là 1.516 ca trên 1 triệu dân. Một số bệnh viện, đặc biệt là ở phía đông nam gần với biên giới của Slovakia và Áo cho biết đang trong tình trạng quá tải. Séc đã tiến hành tiêm chủng đầy đủ cho 58,5% tổng dân số, thấp hơn mức trung bình 65,8% của EU. Cũng hôm qua, ngày 25 tháng 11, Tổng thống nước này ông Milos Zeman được chẩn đoán nhiễm COVID và phải quay trở lại bệnh viện để điều trị. Trước đó, ông Zeman, 77 tuổi, đã phải nhập viện hơn một tháng để điều trị một căn bệnh khác và đã được xuất viện chỉ nửa ngày trước đó. Một vài ngày trước, Tổng thống Zeman đã tiêm liều vaccine ngừa COVID thứ ba. Theo thông tin, ông Zeman không có triệu chứng mắc COVID khi xuất viện. Và tiếp theo là một thăm dò cho thấy đa số người Mỹ nói ông Biden khiến cho kỳ nghỉ lễ trở nên tồi tệ. Theo tạp chí Western, một cuộc thăm dò mới cho thấy phần đông người Mỹ cho rằng việc điều hành kinh tế của ông Biden khiến cho giá cả tăng vọt. Theo kết quả khảo sát của Yahoo, 77% người trả lời cho biết việc lạm phát đang ảnh hưởng một cách tồi tệ đến cuộc sống của họ vào dịp lễ cuối năm. Trong đó, có 57% quy trách nhiệm cho Tổng thống Biden. Trả lời câu hỏi liệu ông Biden có khắc phục được các vấn đề đang ảnh hưởng đến họ hay không, chỉ có 18% cho biết Tổng thống đương nhiệm đang làm được việc đó. Nhà báo Andrew Romano của Yahoo bình luận, những kết quả này giải thích một phần lý do tại sao tỷ lệ tán thành cách điều hành tổng thể của Tổng thống đã giảm điều đặn xuống 43% trong những tháng gần đây. 51% người tham gia khảo sát bày tỏ lo lắng rằng sẽ không thể mua được những thứ họ cần trong kỳ nghỉ lễ này do lạm phát. Cuộc khảo sát được thực hiện đối với gần 1.700 người Mỹ trưởng thành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 và kết quả cho thấy lạm phát chứ không phải COVID được coi là vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ phải đối mặt. Theo Cục Nông trại Hoa Kỳ, giá gà tây, một món ăn truyền thống trong lễ tạ ơn của người Mỹ, năm nay đã tăng 24% so với năm ngoái. Nga rút gần hết nhân viên sứ quán khỏi Triều Tiên. Ngày 25 tháng 11, Yonhap đưa tin, một quan chức giấu tên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Nga đã rút hầu hết các nhân viên trong đại sứ quán nước này khỏi Triều Tiên. Trước đó, hãng tin Triều Tiên cũng thông tin về việc hàng chục nhân viên sứ quán Nga đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa trong ngày 24 tháng 11, chỉ để lại hai nhà ngoại giao, trong đó có đại sứ Alexander Matsugura và kỹ thuật viên. Quan chức Hàn Quốc chưa bình luận chi tiết về những thông tin này. Hiện các đại sứ quán của Nga và Trung Quốc nằm trong số khoảng 9 phái bộ ngoại giao còn ở lại Triều Tiên, trong khi toàn bộ nhân viên của 8 cơ quan Liên Hợp Quốc đều đã rời khỏi nước này. Cũng liên quan đến Triều Tiên, theo Daily Mail, nước này đã cấm người dân mặc áo khoác da sau khi món đồ thời trang này lọt vào danh sách những đồ yêu thích của nhà cầm quyền Kim Jong-un. Sau khi ông Kim xuất hiện với áo khoác da lần đầu trước công chúng vào năm 2019, trang phục này trở nên phổ biến trong giới thượng lưu Triều Tiên. Đây là nhóm những người muốn thể hiện lòng trung thành với vị lãnh tụ và cũng đủ tài chính để mua áo da thật từ Trung Quốc. Tuy nhiên, từ tháng 9 năm nay, loại áo giả da này được bán ngang nhãn ở các chợ trong nước và cả người dân bình thường cũng mua mặc. Cảnh sát nước này đã tịch thu những chiếc áo khoác nhái từ cửa hàng cũng như từ người mua. Lý do được đưa ra là việc người dân mặc đồ giả như vậy sẽ làm xấu đi hình ảnh của ông Kim và làm giảm uy tín của ông. Đây không phải là lần đầu mà lãnh đạo nước này định hướng việc ăn mặc của dân chúng. Hồi năm 2014, nam nhân được hướng dẫn để kiểu tóc phù hợp với phong cách của vị chủ tịch. Tuy nhiên, đến năm 2017, Triều Tiên lại cấm nam nhân để kiểu tóc giống ông Kim và chỉ được phép chọn trong số 15 kiểu đã được phê duyệt. Tại nước láng giềng Hàn Quốc, nước này ra mắt lực lượng đặc nhiệm cấm ăn thịt chó. ABC News đưa tin hôm 25 tháng 11, Hàn Quốc dự kiến có một lực lượng đặc nhiệm để xem xét việc tiêu thụ thịt chó trái phép sau khi Tổng thống Moon Jae-in đề nghị cân nhắc áp đặt lệnh cấm món thịt này. Bảy văn phòng chính phủ bao gồm Bộ Nông nghiệp cho biết họ đã thành lập một nhóm các viên chức, chuyên gia dân sự và thành viên từ các tổ chức liên quan để đưa ra các khuyến nghị về khả năng cấm thịt chó. Theo đó, các nhà chức trách sẽ thu thập thông tin về các trại chó, nhà hàng cùng với một số cơ sở khác trong khi thăm dò dư luận.
Theo The Washington Post, phản ứng trước quyết định này, những người nông dân cho hay việc ra mắt lực lượng trên không khác nào lệnh đóng cửa các trang trại và nhà hàng thịt chó của họ. Các nhà hoạt động thì cho rằng hành động của chính phủ vẫn chưa đủ mạnh để giải quyết vấn nạn tiêu thụ thịt chó ngoài vòng pháp luật. Các nhà hàng thịt chó đang ít dần ở xứ sở kim chi khi ngày càng có nhiều người trẻ từ chối món ăn này. Và chó đang trở thành một thú cưng phổ biến ở Hàn Quốc. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhiều người dân đang phản đối ăn thịt chó. Quý vị thân mến, như đã thông tin từ hôm qua, nhân dịp ngày lễ tạ ơn và Black Friday, nhà tài trợ thân thiết của Khỏe Tự nhiên, Tỏi Đen Linh Đan dành tặng cho quý vị khán giả của Khỏe Tự nhiên một chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. Và cụ thể như sau, chỉ cần mua một gói tỏi đen cô đơn trị giá là 600.000 đồng, quý vị sẽ nhận được khuyến mãi thêm một chai nước cốt tỏi đen cao cấp 500ml có giá trị là 700.000 đồng mà chỉ cần chi thêm 50.000 đồng. Vâng, tỏi đen Linh Đan cũng như nước cốt tỏi đen đều thơm ngon, dễ ăn, dễ uống đối với mọi lứa tuổi và đặc biệt còn giúp điều trị bệnh nền, tăng cường sức đề kháng và chống chọi với dịch bệnh. Xin quý vị lưu ý, chương trình chỉ có giá trị đến hết ngày thứ 6 hôm nay, ngày Black Friday 26 tháng 11. Và để nhận được ưu đãi, hãy gọi về số hotline của Tỏi Đen Linh Đan theo số 0911 337 155 và nói rằng quý vị là khán giả của Khỏe Tự nhiên. Và đây cũng là lần đầu tiên Tỏi Đen Linh Đan có chương trình ưu đãi đặc biệt trong dịp lễ này. Đến đây thì bản tin trưa cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi trưa thư giãn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.